Vì Chúa cho anh em, nhưng con đã không làm. Có bao điều con biết phải làm vì Chúa cho anh em, nhưng con cũng chưa làm. Điều ấy chẳng lớn lao chi, điều ấy đâu quá khó gì, có khi chỉ là một lời xin lỗi, có khi là chút bao dung thứ tha, có khi chỉ là một chút quan tâm, một chút mến yêu, một chút sẻ chia. Thật lòng con rất muốn làm điều tốt đẹp để dâng Chúa. Con muốn sống thật đẹp cho Chúa và vì Chúa. Bởi con đây chân thành yêu Chúa, tin Chúa. Cuộc đời dạy con sống dễ cầu xin Chúa. Hoạt động thì xin chân thành cảm ơn quý vị.
và xin thưa với quý vị, anh chị em trong cháu xuống nước này có cả các quý vị tôn cháu ba của cả xã Hải Bắc, của xã Hải Trung. Thế thì chúng tôi hôm nay trao cái phần quà này cho quý vị. Đây không phải là của tôi, không phải là của những người hoạt động trong ban ca chúng ta, và đây là của mọi người trong cộng đoàn cháu xứ. Đây là tấm lòng chúng tôi chỉ là những người thực hiện kêu gọi mời gọi, và còn là cái vật chất đó là của mọi người giúp đỡ. Cụ thể đó là trong cuộc tranh vừa qua năm tuần đấy, tôi cùng với ban cai tác của giáo xứ có gửi đến các gia đình trong giáo xứ mỗi gia đình cái hũ không đấy, và có đề đó là hũ gạo tình thương đấy, và kêu gọi mọi người là tiết kiệm bớt ra để rồi giúp đỡ cho ban cai tác, để cho ban cai tác có điều kiện giúp đỡ cho những bạn những chị em. Thì đây là tấm lòng của tất cả mọi người chứ không phải là của chúng tôi. Và cái số quà này hôm nay chúng tôi thay mặt tất cả quý vị ân nhân đó để trao cho quý vị đây, thì có lẽ nó không lớn lắm, mỗi người chỉ được 15 kg gạo, số lượng không nhiều, nhưng đây là tấm lòng, đây là tấm lòng của quý ân nhân cũng như là bên Caritas. Vì thế mong là chúng tôi rất muốn giúp đỡ quý vị nhiều hơn nữa, nhưng mà vì điều kiện mới có được cái đó, xin quý vị chúng ta cũng thông cảm. Rồi mỗi người chỉ có 15 kg thôi, nhưng mà quý vị nhân lên với 125, nhân với 125 như vậy là giảm tất cả đó, cho nên là không phải là ít. Vì thế nên là đối với cá nhân quý vị có thể là chưa được nhiều lắm, thì thôi chúng ta cũng hết sức thông cảm, và hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều hơn nhân chút đỡ nữa, thì chúng tôi sẽ trao quý vị nhiều hơn nữa. Thế là một lần nữa bảo bên cảnh giác cũng như là của quý vị ân nhân trong toàn giáo xứ truyền thông chúng tôi, đây là tấm lòng và của tất cả trong cuộc tranh. Xin thưa quý vị tôn giáo bạn, thì chúng tôi sống cuộc tranh thì tinh thần cuộc tranh tinh thần khi Chúa kêu gọi chúng tôi là ngoài vấn đề cầu nguyện ăn chay đấy và làm việc bác ái, thì thế chúng tôi đã cầu nguyện, chúng tôi đã ăn chay và đã quân để Chúa sống ăn rồi, đây là thành quả của việc bác ái. Chúng tôi sẽ cố gắng tiết kiệm để chia sẻ với quý bạn chị em, chị quý bạn chị em chúng ta cũng vui lòng đón nhận cái tấm lòng của quý vị nhân. Để chúng ta tạ ơn Chúa, để cảm ơn quý vị ân nhân, cảm ơn ban thánh tác, và cũng như là cảm ơn nhau chặt có tay. Vâng, sau đây con xin đọc danh sách cụ thể đi nhận trước, rồi con mời các bạn lên đây. Con kính mời ban ca đi tác ông Thủ Nhân, ông Thủ Sơn và ông Thủ Tuân lên hỗ trợ cùng cha giáo quản cho cùng mình. Sau đây con xin kính mời 1. Bà Hạ Thị Oánh, 2. Bà Nguyễn Thị Ri, 3. Bà Trần Thị Chiểu, 4. Bà Nguyễn Thị Thịnh, 5. Bà Nguyễn Thị Đức, 6. Ông Nguyễn Văn Tuyền, 7. Bà Trần Thị Nhàn. Mời các bạn đứng ra thành hàng. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi.
nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như nồi hồng, con xin được nhờ bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân. Là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, lòng con vui bước về nhà. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người. Tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Thank you.
Buổi sáng thức dậy con làm dấu thánh dâng chuông ngày mới đang lên, lời kinh thân thương lạy Cha kính. Bài giờ ta mời ca ngợi Đức Chúa Trời. Hôm nay con xin ban dân rằng thì được cả chúng ta.